Trở lại với các thông tin thời tiết cùng với chị Thu Hiền. Đợt mưa này ở khu vực miền Bắc thì được dự báo là sẽ chỉ tập trung về đêm về sáng sớm thôi. Vâng. Vậy thì không biết là từ đêm qua cho tới sáng sớm nay thì ở miền Bắc những nơi nào đã có mưa rồi ạ? Vâng ạ, theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thì từ đêm qua cho tới giờ thì vùng núi Bắc Bộ đã có mưa to ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên và Bắc Cạn với lượng mưa trong vòng 8 tiếng là từ 53mm cho đến 83mm. Dự báo là hôm nay thì các tỉnh này cũng như miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa dông. Thời gian mưa tập trung về chiều tối đến đêm. Vùng núi như là Hà Giang, Tuyên Quang sang đến Lai Châu, Điện Biên, Sơn La là nơi mà hội tụ ẩm mạnh. Có nơi mưa trên 70mm, cần phải đề phòng với lũ quét và sạt lở đất. Còn với khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội thì trời mưa nhỏ và xảy ra bất chợt, không đồng đều. Mưa chủ yếu là từ chiều cho đến tối, còn trưa chiều nay thì miền Bắc nắng oi với mức nhiệt phổ biến là từ 32 cho đến 33 độ. Vâng, đó là những diễn biến thời tiết ở miền Bắc. Vậy thì các khu vực khác trên cả nước trong ngày hôm nay thời tiết sẽ như thế nào đấy ạ? Vâng ạ, miền Trung thì nắng nóng sẽ dịu dần và vùng nắng nóng thì sẽ thu hẹp về khu vực từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi với mức nhiệt là 35 cho đến 36 độ, còn các nơi khác là từ 34 độ trở xuống. Về chiều tối thì trời có mưa dông rải rác. Mưa sau ngày nắng nóng và mây dông thường phát triển mạnh gây mưa to kèm theo sét đánh và gió giật. Còn từ trưa nay thì người dân ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng phải cảnh giác với sấm sét khi mà mưa dông xuất hiện ở trên diện rộng. Mưa kéo dài cho đến tối, trong đó thì khu vực Nam Bộ nhiều điểm mưa to hơn, lượng mưa có thể trên 80mm. Các vùng trũng thấp, khu đô thị bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, mưa to dồn dập, dễ gây ra tình trạng ngập úng. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Gió mùa Tây Nam tiếp tục chi phối và gây thời tiết xấu cho nhiều vùng biển. Từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, bao gồm Phú Quốc thì sẽ có mưa dông lốc xoáy, gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Còn với vùng biển từ Bình Định trở vào cho đến Cà Mau, ra đến ngoài khơi, giữa và Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa thì sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Còn với huyện đảo Hoàng Sa thì mưa vài nơi, gió ổn định khoảng là cấp 4. Vâng, và rõ ràng là thời tiết biển thì cũng đã liên tục xấu trong nhiều ngày nay rồi. Vì vậy mà bà con ngư dân cũng nên sắp xếp những lịch trình ra khơi đánh bắt phù hợp với thời tiết cũng như là đảm bảo an toàn.